Hey, chào cô chú anh chị em mình nha. Hôm nay quay về con TV cho anh em mình tham khảo ha. Sáng giờ cũng bán được 7-8 đơn rồi anh em ơi. Nè, TV nè, anh em ở gần thì cũng có ghé lại lấy rồi ha. Mấy anh em ở xa thì em có vô thùng nè ha. Ship code tận nhà cho anh em mình ha. Anh em mình kiểm tra ok hàng mới nhận hàng thanh toán ha. Đó, anh em đi cần ở xa, anh em ở xa thì cứ coi video chi tiết đó. Rồi anh em mình chốt đơn cọc cho em vài trăm ngàn ha. Rồi em lên đơn cho anh em mình. Nhận hàng kiểm tra quay dấu ok, tích hàng ok mình nhận hàng anh em ha. Rồi như em còn vài cái lo nè, lo kéo bự nhỏ, lo điện, lo xài bình có hết anh em ha. Rồi trở lại với công chính anh em ơi, giới thiệu vài con tivi cho anh em mình tham khảo ha. Sớm giờ lô bu quá, có mấy ông anh không điện kêu quay tivi nhưng mà em có thời gian, giờ thì em sắp xếp xong rồi quay cho anh em tham khảo ha. Trước mắt anh em là một con Samsung 40 inch, Samsung 40 inch 2.800.000. Màn hình zin đẹp cực kỳ luôn ha, lên mạng wifi nhanh mượt không lỗi lầm nha. 40 inch Samsung lên mạng wifi, màn hình đẹp không lỗi lầm, không sọc, không đen, không cắn gốc gì anh em nha. Có chừng để bạn ha, 2.800.000 bảo hành cho anh em 1 tháng nha. Đây, con này thì có lên mạng wifi nhanh mượt thôi chứ không có giọng nói nha anh em, báo cho anh em biết chi tiết ha. Rồi. Samsung 43 inch, màn hình 4K, lên mạng wifi có giọng nói, tìm kiếm có kết nối Bluetooth ha. Có chừng để bạn luôn nha. Màn hình zin đẹp không lỗi lầm. Zin đẹp không lỗi lầm, đẹp từng chi tiết từng góc luôn ha. Màn hình là 4K nha. Giá là 3.500.000. Con này Samsung 4 bên lên mạng wifi có giọng nói nè. Có giọng nói nè, kết nối Bluetooth nè, lên mạng nhanh mượt nè, màn hình 4K nè, bảo hành 1 tháng nè. Giá chỉ có 3.500.000 ha. Đó anh em mình chơi chơi nha. Rồi, con này 50 inch Samsung màn hình mới bảo hành 6 tháng em ơi. Lên mạng wifi, giọng nói Bluetooth, màn hình 4K tràn viền siêu đẹp có chân địa bàn luôn ha. Giá 5.900.000 nha. Con này em bán cũng mấy con nha. Rồi. Samsung 43 inch lên mạng wifi, màn hình 4K có kết nối Bluetooth, giọng nói tìm kiếm ha. Con này là màn hình mới nha. Màn hình mới 4K bảo hành 6 tháng em ơi. Đây. Samsung 43 inch có giọng nói tìm kiếm, kết nối Bluetooth, bảo hành 6 tháng, lên mạng wifi, màn hình 4K nhanh mượt đẹp. Giá 4.500.000 cho anh em mình yêu dòng Samsung màn hình mới ha. Đó. 43 inch màn hình mới lên mạng wifi 4K đầy đủ chức năng ha. Siêu mỏng có chân đế bàn luôn nha. Con này là 4.500.000 ha. Anh em chơi được chơi ha. Rồi, qua tiếp con Samsung 49 inch, màn hình zin đẹp 4K, lên mạng wifi có giọng nói tìm kiếm kết nối Bluetooth luôn ha. Lên mạng nhanh mượt có giọng nói tìm kiếm kết nối Bluetooth luôn ha. Wifi nhanh mượt đẹp, hình ảnh 4K đẹp cực kỳ sắc nét anh em ha. Đẹp cực kỳ rực rỡ nữa ha, màn hình zin theo máy bảo hành cho anh em là 1 tháng nha. Giá con này là 4.500.000. Tiền nào của nấy anh em ơi. Riêng cái thằng này xài cực kỳ bền luôn. Bảo hành cho anh em mình 1 tháng nhưng mà xài bền dữ lắm nha. Màn hình còn đẹp cực kỳ là nguyên keo chưa lột anh em ha. Keo chỉ lần chưa lọt, lọt ra là mới lắm nha. Đó. 50 inch Samsung, đời WLED nha em, hình WLED, WLED thì bền dữ lắm ha. Đó. Rồi. Tiếp thì có con Sony nè, hiện tại là hai con Sony, con 43 nè chứ con 50 màn hình mới nha. Rồi quay trước cho anh em mình coi con 50 Sony màn hình mới ha. Sony 50 inch lên mạng wifi nhanh mượt. Màn hình cái con này đặc biệt là có màn hình mới nè, khung sát mới nè, LED mới, toàn bộ nguyên con như mới anh em. Sony là nguyên con như mới, bảo hành 6 tháng, giá 5.900.000 ha. Đẹp cực kỳ sắc nét anh em ơi, màn hình 4K đẹp từng chi tiết ha, dòng Sony nữa, gặp 4K nữa thì thôi. Đẹp thì còn gì bằng nữa anh em ha. Đó. Chữ thì nét từng chi tiết này nó nét như cái màn hình điện thoại mình sao, nét y chang vậy anh em, 4K là vậy ha. Đó, Sony 50 inch giá 5.900.000 bảo hành 6 tháng anh em ơi. Rồi, con này là Sony 43 inch màn hình 4K, màn hình 4K nha anh em. Tràn viền siêu mỏng đó, cái này nãy hết chui điện rồi, không có ghim nữa ha. Chứ nó là Sony 43 màn hình mới, bảo hành 6 tháng, lên mạng wifi có giọng nói tìm kiếm kết nối Bluetooth, chạy hệ hình Android ha, giá 4.800.000 ha. Có anh em, nhiều anh em hỏi tại sao mà cũng 4 bên mà sao cái 3 triệu mấy, cái 4 triệu mấy. Em cũng báo cho anh em luôn là cái màn hình mới á, của hãng, em thay là thay màn hình mới của hãng nha anh em. Của hãng thứ nhất là của hãng, thứ hai là bảo hành cho anh em tới 6 tháng lận. Cho nên cái giá nó sẽ cao hơn cái màn hình cũ nha anh em. Màn cũ thì 3.500.000 nhưng mà hình mới 4.800.000 rồi nha. Anh em đã từng xài qua TV thì anh em có xài có biết, có thay có sửa thì cũng có biết rồi ha. Rồi, dưới vài con TV nè anh em. TCL 40 inch giá 1.200.000, lên mạng wifi nhanh mượt. Sony 32 inch nè, lên mạng wifi nhanh mượt giá 2.400.000. Rồi, con này cũng Sony 32 inch nhưng mà nó không có lên mạng, nó hỗ trợ xem mặt đất, xem đài nha anh em. Giá là 1.800.000 ha, màn hình đẹp cực kỳ ha. Đó. 32 inch Samsung nguồn liền 2.200.000, lên mạng wifi nhanh mượt ha. Rồi, 65 inch Samsung màn hình mới, bảo hành 6 tháng, màn hình 4K, tràn viền siêu mỏng siêu đẹp, bảo hành 6 tháng nè.
đầy đủ chức năng nha, 9.800.000. Rồi. LG 55 inch, LG đời mới anh em. Con này là siêu đẹp, siêu mỏng, siêu mới, tràn viền, màn hình mới, bảo hành 6 tháng luôn nha. Lên mạng wifi full chức năng, đầy đủ chức năng nha, màn hình mới nè, bảo hành 6 tháng. 6 tháng anh em quan tâm con này liên hệ trực tiếp số điện thoại em ha. 0346854213, địa chỉ em gần cầu Cái Gà, xã Long Thới, huyện Cái Lát, tỉnh Bến Tre ha. Để em báo chi tiết cho anh em mình con này ha, đẹp cực kỳ anh em. 4K đẹp cực kỳ luôn, con này giá 7 triệu nha. Rồi. Panasonic 4 bên lên mạng wifi bảo hành 1 tháng anh em ơi. Giá 3 triệu đồng, con này là miễn phí ship toàn quốc cho anh em mình luôn ha. Màn hình sáng được gỡ ha. Cái con này có đăng clip trước rồi, anh em quan tâm thì coi lại mấy clip trước ha. Giá 3 triệu đồng 4 bên lên mạng wifi nhanh mượt màn hình sáng luôn ha. Rồi. LG 4 bên 2.500.000 lên mạng wifi, giọng nói và bluetooth đầy đủ chức năng anh em ơi. Đó. Rồi. Để em quay cái con mà 1.200.000 40 inch cho anh em mình coi TCL ha. Đây. TCL nè anh em, TCL 40 inch 1.200.000 nha. Bán tại chỗ, giá trên chưa bao gồm phí ship hay là phí vận chuyển gì anh em. Đây. Lý do con này á nó 1.200.000 nó bị một cái lỗi đứng anh em, cái lỗi sọc mờ này ha. Anh em nhìn kỹ mới thấy ha, cái sọc này ha. Đó, một cái sọc nha. Đó, nhưng coi bình thường anh em. Có cái sọc thôi, coi bình thường 1.200.000 thôi. 40 inch TCL lên mạng wifi nhanh mượt ha. Âm thanh hình ảnh rõ ràng ha. Không chỉ mà bị một cái sọc thôi, mấy góc còn sáng hết anh em nè, anh em coi kỹ ha. Chỉ bị một cái sọc nữa ha. Rồi anh em ở xa thì cứ mua, cứ ok chốt cọc em lên đơn gửi cho anh em mình nhận hàng kiểm tra thanh ok với thanh toán nha. Rồi quay qua bên con LG ha. LG 43 inch lên mạng. Lên mạng wifi, giọng nói tìm kiếm kết nối bluetooth. Màn hình đẹp cực kỳ. Đó, giá 2.500.000 thì tiền nào cũng lấy anh em ơi. Cái con này á là báo cho anh em mình luôn ha, tình trạng là nó thứ nhất á là nó không có chân ha. 2.500.000. Nó không có chân. Còn mod giọng nói thì chưa có, dù em có kiếm nào mod cũ thì em kèm theo, còn không thì là mod này nha. Đó, báo anh em mình trước có sao nói vậy cho anh em dễ chơi. Dưới con này nó bị một cái lỗi nữa là nó mờ, nhìn kỹ mình thấy cái mờ gần nhanh, nhìn kỹ thấy ha nè. Nó có mờ mờ nè, nhưng mà cái này á là hát chút xíu hết nha anh em. Thì em báo vậy đó, anh em mình chơi được cái con này mình chơi ha. Không có buồn vui về sau, buồn phiền về sau ha. Nó như vậy thì bán 2.500.000, lên mạng wifi nhanh mượt, có giọng nói, có bluetooth luôn nha. Tích hợp cho anh em mình ca kẹo kéo được ha, karaoke kẹo kéo được ha, có 2.500.000 thôi, đầy đủ chức năng cho anh em mình chơi ha. Lên mạng wifi nhanh mượt, có giọng nói bluetooth luôn nha anh em. Đó. Hình ảnh thì đẹp cực kỳ luôn ha. Đó, nè. Mấy cái mờ mờ đó, có cái gần mờ mờ đó nhìn kỹ mới thấy anh em, xa là không thấy ha. Rồi 2.500.000 có 4 bên. LG. Đó. 2.400.000 con Sony 32 inch lên mạng wifi nhanh mượt. 1.800.000 Sony 32 inch. Không có mạng, chỉ coi mặt đất nha. Rồi anh em quan tâm thì theo dõi thì cho em xin cái follow, cái đăng ký kênh ha. Rồi anh em mà trước khi mình muốn mua cái nào mình có tham khảo trực tiếp ha, hoặc là gọi số điện thoại em 0346854213 hoặc kết bạn Zalo để em tư vấn cho anh em mình ha, cho anh em mình gõ dễ hiểu dễ mua ha. Rồi cảm ơn anh em quan tâm theo dõi rất nhiều.